Cuối năm rồi mà ta nói toàn là tin dữ không à, là cắt giảm lương, cắt giảm nhân sự, cắt giảm chi tiêu. Ta nói nó rầu hết sức. Sao anh buồn dữ vậy em? Cuối năm mà nghe giảm nhân sự, giảm lương á chị, buồn quá à. Vậy thì có cái này cắt giảm là mà ai cũng thích hết, nhất là chị em phụ nữ luôn. Cái gì vậy chị? Cắt giảm chi phí làm đẹp. Ủa sao lại cắt giảm chi phí làm đẹp? Phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp mà chị. Em hiểu sai ý rồi. Cắt giảm chi phí làm đẹp là như thế này nè. Công nghệ nano collagen giảm 50% với ưu đãi trong tháng 1 này, mua 3 tặng 1 và mua 5 tặng 2. Wow! Giả hóa da bằng A giảm 45%, hỗ trợ liền hai củ khoai luôn đó nha. Trời ơi thích quá chị ơi. Qua năm mới chị em chúng mình lại thêm 1 tuổi rồi đó, nên thêm công nghệ Ultralabi đang giảm 68% và đang còn hỗ trợ thêm 5 củ khoai. Chị muốn chơi theo với chị. Chống nhăn đa tầng với công nghệ Thama FLX mặt mắt đang giảm 61% và còn được hỗ trợ hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra còn được tặng thêm 3 lần sóng cao tầng và xóa nhăn 3 vùng luôn đó nha. Nước chỉ áp dụng cho mặt vẫn giảm 56% và còn được hỗ trợ thêm 5 củ khoai luôn đó. Cách giảm như vậy em thấy sao? Không, không, không được bỏ qua.